không có công nghệ viễn thông nào đáng tin cậy 100% khi xảy ra thiên tai. Bạn sẽ giữ liên lạc bằng cách nào nếu thiết bị hoặc Internet không sử dụng được? Đừng chỉ dựa vào điện thoại của bạn khi khẩn cấp. Hãy hành động để chuẩn bị. Hãy chuẩn bị sẵn túi đồ dùng khi khẩn cấp, bao gồm chiếc radio cầm tay và bộ pin dự phòng. Các dịch vụ khẩn cấp và công ty viễn thông sẽ nỗ lực để kết nối lại với bạn, nhưng có thể sẽ mất thời gian. Hãy sẵn sàng để giữ an toàn và được cập nhật thông tin